Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ cho biết, một vụ bùng nổ năng lượng mặt trời mạnh vừa tấn công trái đất, gây ra một cơn bão địa từ nghiêm trọng. Cực quang của nó có thể được quan sát từ phía nam như California và Alabama của Mỹ. Cụ thể, một khối lượng lớn các hạt tích điện phun trào từ mặt trời đã đâm thẳng vào trái đất, gây ra một cơn bão địa từ cấp G4 nghiêm trọng. Theo cảnh báo từ Trung tâm Dự báo Thời tiết Không gian của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ, cơn bão này dự kiến lan tỏa khắp bầu khí quyển của hành tinh vào 2 ngày cuối tuần và có thể gây ra sự cố lưới điện, đồng thời tạo ra cực quang sáng ở vĩ độ thấp hơn nhiều so với bình thường. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết Không gian, cực quang phương Bắc có thể xuất hiện ở hầu hết nửa phía Bắc của nước Mỹ và có thể xa về phía Nam như Alabama đến Bắc California ở Mỹ. Bão điện từ này sẽ làm suy yếu và gây nhiễu các hệ thống liên lạc phụ thuộc vào vệ tinh quỹ đạo trái đất thấp. Cơn bão từ này cũng có thể ảnh hưởng đến các nỗ lực phục hồi đối với bão Helene và Milton khi gây thêm áp lực lên lưới điện. Vụ bùng phát năng lượng mặt trời này được gọi là sự phun trào khối lượng vành nhật hoa, là kết quả của một đợt bùng phát năng lượng mặt trời mạnh mẽ bùng phát từ trái đất. Đợt bùng phát này được phân loại là đợt bùng phát năng lượng mặt trời cấp X1.8. Đây là loại bùng phát mạnh nhất mà mặt trời có thể phát ra. Những người săn cực quang được khuyên nên tránh xa đèn thành phố, càng xa càng tốt, để có thể nhìn thấy cực quang phương Bắc rõ nhất. Người quan sát cũng có thể nhìn thấy cực quang bằng mắt thường, nhưng việc xem qua camera điện thoại có thể thấy màu sắc nổi bật hơn. Các đợt bùng phát năng lượng mặt trời và cực quang trở nên phổ biến hơn trong thời kỳ cực đại năng lượng mặt trời đỉnh điểm của chu kỳ hoạt động kéo dài 11 năm của mặt trời. Chu kỳ cực đại năng lượng mặt trời hiện tại ban đầu được dự đoán vào năm 2025, nhưng một số nhà khoa học cho rằng nó có thể đang diễn ra ngay ở thời điểm hiện tại. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam, so với hồi tháng 9, giá lúa gạo hiện nay đã giảm từ 500 đến 1.000 đồng 1 kg. Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu tiếp tục đi ngang so với cuối tháng trước. Cụ thể, giá lúa gạo tháng 10 hiện giảm đáng kể. Lúa tại ruộng trung bình đạt 6.736 đồng, ở kho là 8.342 đồng 1 kg, hạ lần lượt 507 đến 600 đồng so với tháng trước. Các loại gạo 5%, 15% và 25% tấm cũng giảm từ 200 đến 400 đồng 1 kg so với tháng 9. Khảo sát tại các vùng trồng lúa cho thấy lúa và gạo đang điều chỉnh giá. Tại An Giang và Đồng Tháp, gạo thành phẩm dao động từ 10.500 đến 12.700 đồng 1 kg, thấp hơn từ 500 đến 1.000 đồng so với tháng trước. Giá gạo bán lẻ cũng giảm nhẹ, gạo Hương Lài, Thơm Mỹ về quanh 18.500 đến 19.000 đồng, gạo dẻo Đài Loan, Thơm Thái Lan khoảng 20.000 đến 22.000 đồng 1 kg. Việc Ấn Độ quay lại xuất khẩu gạo gây áp lực lên gạo 5% và 25% tấm. Trên thị trường quốc tế, gạo 5% tấm của Việt Nam ở mức 538 đô la Mỹ một tấn, giảm từ 25 đến 30 đô la Mỹ so với tháng trước. Tại thành phố Hồ Chí Minh, trước khi luật đất đai 2024 có hiệu lực, thành phố Hồ Chí Minh đã lập dự thảo bảng giá đất mới và dự kiến áp dụng kể từ ngày 1 tháng 8 để phù hợp với luật mới. Tuy nhiên, dự thảo này đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ các tầng lớp nhân dân và chuyên gia. Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã phải tổ chức những cuộc phản biện xã hội để ghi nhận những ý kiến khác nhau trong việc xây dựng bảng giá đất mới. Dự kiến trước ngày 15 tháng 10 sẽ có bảng giá mới và các chuyên gia kỳ vọng sẽ giải quyết một phần những vướng mắc trước đó. Theo dự thảo bảng giá đất điều chỉnh do Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh công bố lấy ý kiến hồi cuối tháng 7, giá đất tăng trung bình từ 5 đến 10 lần, một số địa phương thuộc khu vực ngoại thành và vùng ven tăng từ 15 đến 51 lần so với hiện tại, chưa nhân với hệ số điều chỉnh giá đất. Mức tăng này cũng như cách tính toán để ra giá đất trong dự thảo đã gặp phải ý kiến trái chiều. Chúng tôi nhận thấy cách tính toán của dự thảo bảng giá đất thì cơ quan soạn thảo đã sử dụng cái bảng giá đất cũ nhân với cái hệ số điều chỉnh giá đất theo quyết định 56 của Ủy ban nhân phố ban hành cuối năm 2023. Đó, nhân lên rồi nhân tiếp một cái hệ số điều chỉnh mà theo tính toán của cơ quan soạn thảo. Cho nên chúng tôi nhận thấy cái mức giá trong dự thảo bảng giá đất thường cao hơn khoảng 2,83 lần. Như vậy cũng là cái mức tăng tiếp theo không hề nhỏ. Và như vậy khi mà tư vấn làm cái này độc lập với nhà nước nha, tư vấn làm cái bước mà phân tích tổng hợp từ xã lên nè, lên tới phường nè, xã phường nè, lên tới quận huyện nè, quận huyện lên tới thành phố, sau đó tổng hợp, thì hiện nay tư vấn đang thu thập cái nguồn dữ liệu đó là khoảng 97.000
cái giao dịch, tất cả những giao dịch đó không phải là lấy một cái đột biến đem áp vô bảng giá, mà không phải lấy một cái đất mà có nhà đi áp vô cái đất không, tức là sử dụng nhiều cái phương pháp so sánh rồi chiết trừ rồi quy về tương đồng để đưa ra một cái mức, rồi so sánh với cái giá đất hiện nay của thành phố để cho một cái mức phổ biến phù hợp nhất. Theo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, việc ban hành bảng giá đất điều chỉnh để áp dụng cho giai đoạn chuyển tiếp đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024 theo quy định của Luật Đất đai 2024 là cần thiết. Thành phố cũng đưa ra lộ trình cụ thể để thực hiện các bước. Theo đó, ngày 30 tháng 9, Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện tờ trình để trình tại Hội đồng thẩm định bảng giá đất thành phố. Trước ngày 10 tháng 10, Hội đồng thẩm định bảng giá đất thành phố sẽ tổ chức họp thẩm định. Sau đó, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ thực hiện ban hành quyết định sửa đổi bổ sung quyết định số 02/2020 trước ngày 15 tháng 10. Theo đúng tiến độ này, hiện các bước đã hoàn thành. Bảng giá đất mới chỉ còn Ủy ban nhân dân thành phố ban hành. Những năm gần đây, thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng trở nên phổ biến. Với chiếc điện thoại thông minh, cài đặt một số ứng dụng công nghệ số như là Internet Banking hay là mã QR, thì người dùng có thể dễ dàng thanh toán các giao dịch một cách đơn giản, nhanh chóng nếu trong tài khoản thẻ ngân hàng cá nhân có tiền. Ngay tại các chợ truyền thống thì xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt cũng tăng lên đáng kể, giúp cho các giao dịch trở nên thuận tiện và nhanh chóng hơn. Và sau đây là ghi nhận tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Không còn cảnh cầm tiền mặt đi chợ, hơn một năm trở lại đây, người dân khi mua sắm tại ngôi chợ Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu đều quét mã thanh toán. Đáp ứng yêu cầu của khách hàng, 80% tiểu thương trong chợ có tài khoản ngân hàng, ví điện tử và bảng mã QR. Theo thống kê của Ban Quản lý chợ, hiện có 35% người dân thanh toán không dùng tiền mặt tại chợ, tăng gấp 7 lần so với năm 2022, thời điểm đó mới triển khai chợ số 4.0. Hầu như bây giờ là nhiều người đi chợ là không cầm tiền mặt đi theo nữa, mà chuyển khoản thì có thể là các hộ tiểu thương này người ta có các tài khoản sẵn rồi, nghĩa là có thể đa phương thức về thanh toán nên là hầu như chuyển khoản rất là nhiều. Tại chợ Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa, trước mỗi quầy đều có mã thanh toán. Đến nay tỷ lệ người dân thanh toán không dùng tiền mặt tại chợ chiếm khoảng 30% tổng giao dịch hàng ngày. Vừa rồi chợ đã đầu tư là với lại bên bưu điện là gắn 4 cái cụm phát wifi ở trong chợ, tức là tập trung vào những cái nơi mà đông người và những cái nơi kinh doanh đông đúc để mà hỗ trợ cho bà con, những cái người ta mua và những người bán để có cái giao dịch bằng tài khoản và sẽ không sử dụng cái tiền mặt nữa. Nhanh chóng, an toàn và tiện lợi là những ưu điểm của thanh toán không dùng tiền mặt được người dân, tiểu thương đánh giá cao. Rất dễ, không có nhầm lẫn, không phải rươm ra gì hết. Chỉ có chuyển nhánh này là xong. Ta mua số lượng nhiều là người ta sẽ quẹt thẻ này, nó đơn giản hơn, nhanh gọn hơn. Nó cũng thuận tiện và phần không sợ tiền giả thì gì cả. Đến nay, 3 chợ hạng 1, 14 chợ hạng 2 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã triển khai chợ số 4.0. Trong đó, từ 75 đến 90% tiểu thương ở các chợ trang bị QR để thanh toán không dùng tiền mặt, với tỷ lệ thanh toán đạt từ 30 đến 35%, tập trung chủ yếu ở giới trẻ, cán bộ, công chức. Tiếp tục nâng cao tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt trong giao dịch mua bán tại các chợ, các địa phương đang tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân tạo tài khoản, cài đặt nền tảng thanh toán không dùng tiền mặt theo phương châm mưa dầm thấm sâu.